Mọi người ơi, mọi người vào lại giúp em đi nào. Mọi người vào lại giúp em đi ạ. Để mình bắt đầu chơi game tiếp nha mọi người nhá. Mọi người vào lại giúp em đi nào mọi... Em toàn bị đẩy ra. Vâng, mạng kém hay sao ấy mọi người ạ? À? Xin chào chị Thủy Lê nhá mọi người ơi, mọi người đang xem thì mọi người vào chia sẻ cho em đi nào. Mạng hôm nay chắc là kém hay sao ấy. Mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Mọi người vào chia sẻ cho em như nào, chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé. Mạng hôm nay nó bị thế nào hay sao ấy. Xin chào 5 người đang xem nhé mọi người nhá. Mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé mọi người nhá. Để mình chơi game ạ, chơi game phần thưởng là một thỏi thỏi son nâu trị giá 265.000 nhé mọi người nhá. Xin chào bé Loan này, xin chào Bích Chi nhá. Mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Mạng hôm nay chán lắm ạ. Mọi người chia sẻ đầy lượt view lên cho em đi nào để em chơi game nhá mọi người nhá. Xin chào chị Cún Con nhá. Mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Xin chào Bích Chi nhá. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Xin chào 8 người đang xem nhá. Mọi người đang xem, mọi người vào tương tác với em đi nào. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân ạ. Và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi kết bạn, đẩy lượt view lên 10 người xem đi ạ để em bắt đầu chơi game nhá mọi người nhá. Mọi người đẩy lượt view lên 10 người xem đi ạ để em sẽ bắt đầu chơi game ạ. Xin chào Thanh Hoa nhé mọi người nhá. Xin chào Dương Nguyễn nào, mọi người vào lại cho em nhé mọi người nhá. Mọi người vào lại cho em đi ạ. Để em sẽ bắt đầu chơi game nhé mọi người nhá. Xin chào Thư Lì. Em bắt đầu chơi game nhé mọi người nhá. Em sẽ bắt đầu chơi game ạ. Mọi người chỉ cần đoán hai số. Mọi người chỉ cần đoán hai số cuối tờ series 500.000 nhá. Phần thưởng cho ai đoán đúng là một thỏi son nâu trị giá 265.000 ạ. Xin chào Thư Lì nha mọi người nhá. Mọi người nhớ là làm đủ các bước nha mọi người nhá. Mọi người nhớ lại phải làm đủ các bước là chia sẻ ạ. Chia sẻ và nhấn theo dõi kết bạn nha mọi người nhá. Xin chào Vũ Thị Dung nhá, xin chào Linh Nguyễn, xin chào tất cả mọi người đang xem nhá. Xin chào Nguyễn Vân Anh ạ. Xin chào Đỗ Thị Hà nhá, 60 chưa đúng nhá cô Dương nhá. 60 chưa đúng nhá Dương Nguyễn nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá, xin chào anh Nguyễn ạ. Em xin chào tất cả, xin chào 12 người đang xem nhá. Mọi người ơi, mọi người vào đoán game đi ạ. Em bắt đầu chơi game rồi nhá mọi người nhá. 65 chưa đúng nhá. 68 chưa đúng ạ, 60 chưa đúng ạ. Mười hai chưa đúng nhá, mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên để em gợi ý là 10 chưa đúng, 14 chưa đúng nhá anh Nguyễn nhá. 22 chưa đúng ạ. 17 chưa đúng, 13 chưa đúng nha mọi người nha, 15 chưa đúng ạ. 16 chưa đúng, 19 chưa đúng nhá. Nào mọi người vào xem, mọi người comment đi nào. Xin chào Hoa Bùi nhá, 44 chưa đúng nhá Dương Nguyễn nhá. 33 chưa đúng ạ. 11 chưa đúng, mọi người chia sẻ đi ạ. 00 chưa đúng nhá, mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá.
53 chưa đúng, 23 chưa đúng, 25 chưa đúng ạ. 27, 29 chưa đúng nhá mọi người nhá. Là mọi người chia sẻ giúp em đây nào. 26 chưa đúng bé Loan nhá. 23 chưa đúng ạ. 17 chưa đúng nhá bé Loan nhá. 23 chưa đúng ạ. 24 chưa đúng, 26 chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em đi nào, đẩy lượt view lên đi ạ. 31 chưa đúng nhá, cún con nhá. Phần thưởng là một thỏi son râu trị giá 265.000 nhá mọi người nhá. 25 chưa đúng, 56 chưa đúng ạ. 31 chưa đúng mọi người ơi, mọi người nhớ điều kiện chơi game nha mọi người nhé, là mọi người phải chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhá. Thì ai đoán đúng sẽ được một thỏi son râu trị giá 265.000 ạ. 35 chưa đúng nhá, Đỗ Thị Hà nhá. 68 chưa đúng bé Loan, 36 chưa đúng, 56 chưa đúng ạ. 37 chưa đúng, 89 chưa đúng, 39 chưa đúng ạ. Em chưa nhìn thấy đáp án đúng của ai đâu nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ đi, mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên đi để em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. 88 chưa đúng ạ. Mọi người chia sẻ, mọi người đoán đi, mọi người đoán ví dụ như là đừng đoán liền như 11, 12, 13, 14, 15 nhá mọi người. Tránh đoán liền liền tiếp nhá. Đỗ Thị Hà nhá, Đỗ Thị Hà đoán liền đoán tránh ra cho em nhá, chứ đừng đoán 47, 48, 49, 50, 51, 52 như thế đâu nhá. Đoán như thế đoán đúng em cũng không chấp nhận đâu nha. Mọi người đoán như thế thì mọi người comment từ 00 đến 99 luôn đi ạ. Mọi người đoán cách cách ra nha. Ví dụ như 11 thì 14 này, 17, 19, 20 nha mọi người nhá. Em xin chào 14 người đang xem ạ. 14 người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Chia sẻ giúp em lên 12 lượt view đi, em sẽ gợi ý đầu tiên nhá. 58 chưa đúng, 40 chưa đúng bé Loan nha. 59 chưa đúng ạ. 60 chưa đúng. Chị Đỗ Thị Hà ơi, chị comment sai cú sai hợp không hợp lệ rồi nhá. Chị comment ví dụ như là 60 thì 63 6. Ok nhá, nếu không xem nữa thì mời chị đi ra nhá. Mọi người comment thì mọi người cách cách ra như là 10 này, 13 này, 15 hay là 19 23 25 27 nhá, chứ mọi người comment từ 1 2 3 4 5 6 như thế em không đồng ý đâu nhá mọi người nhá. 90 chưa đúng cô Dương Nguyễn nhá. 49 chưa đúng ạ. 60 chưa đúng bé Loan nhá. Là mọi người chia sẻ lên 20 người xem đi để em sẽ bắt đầu gợi ý cho mọi người ạ. Mọi người chia sẻ lên 20 người xem đi, em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. 52 chưa đúng nhá bé Loan nhá. 'Xin chào nhà anh Nguyễn nha mọi người ơi, mọi người mới vào xem mọi người chia sẻ cho em nhé, chia sẻ một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nha mọi người nhá. 01 chưa đúng nhá. 40 chưa đúng bé Loan nhá. 54 chưa đúng ạ. 30 chưa đúng ạ. 59 chưa đúng nhá chị cún con nhá. Xin chào Thúy Ruby nhá. 61 chưa đúng ạ. 20 chưa đúng nhá. 71 chưa đúng ạ. Nào mọi người tụt hết lượt view rồi ạ. Mọi người chia sẻ đi ạ. Sáu sáu chưa đúng, 42 chưa đúng nhá Tuấn Anh nhá. 59 chưa đúng ạ. 65 chưa đúng, 45 chưa đúng nhá. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. 35 chưa đúng, 71 chưa đúng ạ. 33 chưa đúng ạ. 50 chưa đúng. Mọi người chia sẻ lên 20 người xem đi, em sẽ gợi ý ạ. Hôm nay lượt xem vào kém quá ạ. 60 chưa đúng bé Loan nhá. 80 chưa đúng ạ. Dương Nguyễn 20 chưa đúng. 39 chưa đúng, 90 chưa đúng ạ. 32 chưa đúng nhá. 27 chưa đúng ạ. 69 chưa đúng nhá chị cún con nhá.
32 chưa đúng nha bé Loan nhá. 79 chưa đúng ạ. 44 chưa đúng ạ. 25 chưa đúng nha Tường Mai nhá. Mọi người ơi, mọi người vào xem mọi người đã chia sẻ cho em chưa ạ? À, nếu mọi người chưa chia sẻ thì mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Bao giờ lên 20 lượt xem thì em sẽ chỉ gợi ý cho mọi người nhá. 41 chưa đúng nhá. 70 chưa đúng ạ. 89 chưa đúng ạ. 55 chưa đúng nha bé Loan nhá. 16 chưa đúng nhá Tường Mai nhá. 22 chưa đúng Nhóc An. 14 chưa đúng, 03 chưa đúng ạ. 99 chưa đúng nhá Tường Mai nhá. 02 chưa đúng nhá. 32 chưa đúng ạ. 16 chưa đúng ạ. Phần thưởng là một thỏi son râu trị giá 265.000 nha mọi người nhá. 23 chưa đúng, 89 chưa đúng ạ. Mọi người vào xem mọi người đã chia sẻ cho em chưa à, mà sao hôm nay lượt lượt view hôm nay kém quá. 74 chưa đúng nhá. 11 chưa đúng ạ. 84 chưa đúng nhá, 25 chưa đúng nhá. 74 chưa đúng ạ, 56 chưa đúng ạ. 44 chào Ngân Thu nhá, 44 chưa đúng ạ, 92 chưa đúng nhá mọi người nhá. 81 chưa đúng ạ. 57 chưa đúng nhá mọi người nhá. Chia sẻ nhiều thế mà không gợi ý đi. Mọi người ơi, lên 20 lượt view thì em sẽ chia sẻ nhá mọi người nhá. À em sẽ gợi ý nhá. 44 chưa đúng, 06 chưa đúng, 94 chưa đúng ạ. Để em nhìn lại xem nào. 01 chưa đúng ạ, 94 chưa đúng nhá. Xin chào ai đây, xin chào Diên Kiên nhá. Mọi người mới vào xem em xin nhắc lại thể lệ cuộc chơi nha mọi người nhá. Mọi người bước 1 mọi người nhấn theo dõi kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân ạ. À. Bước 2 mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Và bước 3 mọi người comment hai số cuối tờ series 500.000 nha mọi người nhá. Lên 20 lượt view đi thì em sẽ gợi ý nhá. 44 chưa đúng nhá Thư Lì nhá, 25 chưa đúng ạ. 76 chưa đúng ạ. 30 chưa đúng nhá. 76 không đúng nhá. 20 không đúng ạ. 59 chưa đúng ạ. 83 chưa đúng nhá bé Loan nhá. 31 chưa đúng, 42 chưa đúng ạ. 30 chưa đúng. 32 chưa đúng nào mọi người nhanh tay lên nào. Mọi người ơi, lên 20 người xem rồi em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. Lên 20 người xem em sẽ gợi ý nhá. 97 chưa đúng nhá. Em sẽ gợi ý là dưới số 90 nhá mọi người nhá. Trên số 20 và dưới số 90 ạ. Trên số 20 và dưới số 90 nhá mọi người nhá. 57 chưa đúng ạ. Xin chào Lê Thị Hằng Ni nhá mọi người nhá. 19 chưa đúng nhá. 85 chưa đúng ạ. 78 chưa đúng ạ. 88 chưa đúng nhá mọi người nhá. 51 chưa đúng, xin chào Nguyễn Hiền nhá. Mọi người mới vào xem mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi nào. Em gợi ý là trên số 20 và dưới số 90 nhá mọi người nhá. Trên số 20 và dưới số 90 em đã gợi ý cho mọi người rồi nhá mọi người nhá. 47 chưa đúng, 93 chưa đúng nhá mọi người nhá. 75 chưa đúng nhá Hoàng Thanh Huệ nhá. 85 chưa đúng, 74 chưa đúng ạ. À, mọi người ơi, em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi nhá mọi người nhá. Nhưng mà sau cái live stream này em mới thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Sau cái live stream này em mới thông báo kết quả. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi, em sẽ ghi tên bạn trả lời đúng vào đây nhá mọi người nhá. Em sẽ ghi tên bạn trả lời đúng. Nhưng sau cái live stream này em mới thông báo kết quả. Sau cái live stream này mà ai trả lời đúng mà em đọc tên mà mọi người không còn xem like thì em sẽ nhường cho người khác nha mọi người nha. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi ạ. À. Mọi người dưng comment à. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi nhưng mà sau kết thúc cái live stream này thì em mới thông báo kết quả nhá.
Ai đoán đúng mà mọi người không còn xem ở livestream nữa thì em sẽ không trao phần thưởng đâu nhá mọi người nhá. Em nhìn thấy đáp án đúng rồi nhá mọi người nhá. Nhưng mà kết thúc cái live này em mới thông báo kết quả, nên là những ai đã vào chơi rồi thì mọi người cố gắng ở đến cuối cuối livestream nhá mọi người nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang chuyên mục là đấu giá nhá mọi người nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang chuyên mục là đấu giá đấy ạ. Một thỏi son, một hộp son râu đang bán trên giá thị trường là 265.000 nhá mọi người nhá. Hôm nay em sẽ đấu giá từ 0 đồng cho mọi người nhá mọi người nhá. Em sẽ đấu giá từ 0 đồng, trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất thì em sẽ chốt cho người đấy nhá mọi người nhá. Em sẽ bắt đầu chơi đấu giá, trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Mili Game em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi, nhưng đến sau cuối cái livestream này thì em mới thông báo kết quả. Nên là mọi người ai đã vào xem live rồi thì mọi người cố gắng đợi đến cuối livestream nhá. Ai mà trả lời đúng em đọc tên mà không còn ở live nữa thì em sẽ không trao phần thưởng nữa nhá mọi người nhá. Và bây giờ em sẽ chuyển sang chuyên mục là đấu giá. Một hộp son râu giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nhá. Hôm nay em sẽ đấu giá từ 0 đồng ạ, từ 0 đồng nhá mọi người nhá. Trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất thì sẽ được nhá mọi người nhá. Mọi người trả giá bắt đầu tăng 10.000, 10.000 lên cho em nhá. Ví dụ như 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 nhá mọi người nhá. Người ta ở xa mà đoán đúng cũng được nhận à? Vâng đúng rồi chị Cún con ơi, người ta ở xa người ta đoán đúng cũng được nhận quà nhá, nhưng người ta sẽ phải chịu ship nhá mọi người nhá. Xin chào Nguyệt Vũ ạ. À mọi người ai muốn mua son thì mọi người nhanh tay và trả giá đi nào. Bé Loan trả 10.000 rồi ạ. Thúy Ruby trả 20.000 rồi ạ. Hà Phương trả 30.000 rồi ạ. Lê Đức Anh 30.000. Tường Mai 50.000 rồi ạ. Vi Như trả 40.000, thấp hơn giá 50.000 của Tường Mai rồi nhá mọi người. Đây ạ. Một hộp son râu chính hãng của công ty Mini Garden gồm một thỏi son và một lọ dầu tẩy trang nhé mọi người nhé. Vi Như 70.000 ạ. Vi Như 70.000 nhé mọi người nhé. Hà Phương trả 60.000, thấp hơn giá của Vi Như rồi nhé. Mọi người ơi, mọi người lưu ý là mọi người phải chắc chắn mua thì mọi người hãy vào đấu giá giúp em nhé mọi người nhé. Mọi người chắc chắn mua thì mọi người vào đấu giá giúp em ạ. Hà Phương trả 60.000, thấp hơn giá của Vi Như rồi nhé mọi người nhé. À, xin chào Ngọc Duyên nhá. Mọi người chớ comment linh tinh nhá. Thư lì trả 1 triệu. Mọi người chớ comment linh tinh nhá. Chia sẻ nhiều nhóm có được tặng thẻ điện thoại không? Không nhá chị Vũ Hường ơi, em không tặng thẻ điện thoại hay gì đâu ạ. Hiện tại Hà Phương trả 90.000 là cao nhất ạ. Hiện tại Hà Phương trả 90.000 là cao nhất nhá. Mọi người thực sự mua thì mọi người hãy vào comment đầu giá giúp em nhá mọi người nhá. Chứ mọi người đừng comment linh tinh nhá mọi người nhá. Một hộp son chính hãng của công ty Mini Garden gồm tem đấy ạ. Tem mã xác thực và nó có một lớp bạc để mọi người cào, mọi người chống xem có phải hàng thật hàng giả không nhá. Nếu như mọi người phát hiện ra hàng giả thì mọi người sẵn sàng trả hàng lại cho em ạ. Đây ạ, một phiếu bảo hành trị giá 10 triệu đồng. Nếu như mọi người phát hiện ra bên trong sản phẩm nhiễm trì hoặc thủy ngân vượt quá mức quy định của Bộ Y tế nhá mọi người nhá. Xin chào Yến Nguyễn nha. Nào mọi người nhanh tay vào đấu giá đi nào. Vũ Hương trả 100.000 rồi ạ. Thúy Ruby trả 110.000 rồi ạ. Vũ Hương trả 120.000 mọi người ơi. Trong vòng 5 phút nha, thời gian đã trôi qua một nửa rồi ạ. Đã hết 2 phút rồi. Còn 3 phút nữa em sẽ chốt nha mọi người nhá. Vũ Hương trả 120.000 rồi ạ. Mọi người chốt hàng thì mọi người cho em xin luôn số điện thoại cộng địa chỉ nha mọi người nhá. Vũ Hương trả 120.000 rồi ạ. Lê Đức Anh trả 140.000 rồi ạ. Mọi người ơi, giá hiện tại cao nhất là 140.000 nha mọi người nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên giá 140.000 ạ. Xin chào Trang Nguyên nhá. Nào mọi người đang xem, mọi người nhanh tay vào đấu giá đi ạ. Đây ạ, một hộp son râu trị giá 200, giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nha mọi người nhá. Hôm nay em sẽ bán đấu giá cho mọi người, nên mọi người mua được cái giá rẻ hơn giá niêm yết của nó nhá mọi người nhá. Hết 5 phút ai trả giá cao nhất em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Hết 5 phút ai trả giá cao nhất em sẽ chốt ạ. Nên mọi người nhanh tay vào trả giá đi nào. Thư lì
thì trả 150.000 rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người chắc chắn lấy thì mọi người hãy vào và trả giá giúp em nhé mọi người nhé. Chứ mọi người chớ bùng hàng. Em bán hàng như thế này thì em cũng chỉ kiếm tiền mua bỉm sữa thôi nhé, cho con thôi nhé. Chứ mọi người đặt hàng thì mọi người đừng bùng hàng giúp em nhé mọi người nhé. Thư lì trả 150.000 rồi ạ. Thư lì trả 150.000 rồi ạ. Lê Đức Anh trả 165.000 rồi nhá mọi người nhá. Là mọi người nhanh tay lên nào. Còn 2 phút nữa thôi nhá, còn 2 phút nữa em sẽ chốt nhá. Ai trả giá cao nhất thì em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của một hộp son này trên thị trường là 265.000 ạ. Lột xác trả 190.000 rồi ạ. Lột xác trả 190.000 rồi nhá mọi người nhá. Hết giờ mà không ai trả giá cao hơn 190.000 thì em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Mọi người phải chắc chắn lấy giúp em nhá mọi người nhá. Mọi người đừng bùng hàng nhá mọi người nhá. Em bán hàng em cũng chỉ kiếm tiền mua bỉm cho con thôi, nên là mọi người đừng bùng hàng nhá mọi người nhá. Lột xác trả 190.000 rồi ạ. Một hộp son này giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nhá mọi người nhá. Xin chào chị Nguyễn Hương nhá. Là mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ cho hộ em đi ạ. Em nhờ mọi người là mọi người chia sẻ hộ em nhé mọi người nhá. Chia sẻ hộ em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm giúp em ạ. Lột xác trả 190.000 rồi ạ. Có ai trả giá cao hơn lột xác không ạ? Không ai trả giá cao hơn là hết giờ em sẽ chốt cho lột xác nhé mọi người nhá. Hết giờ em sẽ chốt cho lột xác ạ. Còn 1 phút nữa hết giờ em sẽ chốt cho lột xác nha mọi người nhá. Còn 1 phút nữa hết giờ em sẽ chốt cho lột xác nha mọi người nhá. Lê Đức Anh 195.000 rồi ạ. Rồi nhá mọi người nhá. Mọi người ai muốn mua thì mọi người phải trả giá cao hơn 195.000 nhá. Xin chào tuyển hot top nhá. Nào mọi người nhanh tay lên nào để em chốt nhá mọi người nhá. Mọi người nhanh tay lên nào. Hết còn 1 phút nữa em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Còn 1 phút nữa em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất ạ. Nếu như em chốt cho mọi người mà mọi người không cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại là em sẽ nhường cho người khác nhé mọi người nhá. Hết giờ rồi em sẽ chốt cho bạn. Lê Đức Anh nhé mọi người nhá. Mọi người cho em xin số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Mọi người chốt hàng thì cho em xin số điện thoại cộng địa chỉ nhé mọi người nhá. Còn nếu như không cho em xin số điện thoại cộng địa chỉ thì em sẽ nhường cho người khác đấy ạ. Em sẽ chuyển sang like sản phẩm BB Stick nhá mọi người nhá. Khóa mất. Thế thì chia sẻ vừa thôi, chia sẻ nhiều quá là nó cũng bị khóa link đấy. Em sẽ chuyển sang đấu giá BB Stick nhá mọi người nhá. Một thỏi BB Stick này giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Hôm nay em sẽ đấu giá từ 0 đồng thôi ạ. Nào mọi người nhanh tay vào trả giá cho em đi nào. Không cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại thì em sẽ nhường cho người khác nhá. Mọi người nhá. Lê Đức Anh không cho em xin số điện thoại cùng địa chỉ thì em sẽ nhường cho bạn lột xác này ạ. Một là 190.000 nhá mọi người nhá. Em sẽ đấu giá BB Stick nha mọi người nhá. Đấu giá BB Stick là từ 0 đồng thôi ạ. Nào mọi người nhanh tay vào trả giá đi nào. Em đấu giá từ 0 đồng nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nha mọi người nhá. Trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất thì em cũng sẽ chốt cho người đấy nhá. Em bắt đầu đấu giá rồi ạ. Nào mọi người ai muốn mua BB Stick thì mọi người vào trả giá đi nào. Em sẽ test thử luôn kem nền BB Stick nha mọi người nhá.
Cún con trả 10.000 rồi ạ. À. Em sẽ test thử luôn kem lèn BB Stick cho mọi người xem nhá. Xin chào Lan Nguyễn, xin chào Lê Hà nha. Em sẽ test thử luôn kem lèn BB Stick cho mọi người xem ạ. Một cây BB Stick này giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá. Hôm nay em sẽ đấu giá từ 0 đồng thôi ạ. À. Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi nha mọi người nhá. Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi luôn ạ. Chị cún con trả 10.000 rồi ạ. Làm mọi người vào trả giá giúp em đi nào. Chị cún con trả 10.000 rồi nhá. Đây ạ, em sẽ test thử luôn kem lèn BB Stick nha mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi luôn ạ. Tường Mai trả 30.000 rồi ạ. Đây ạ, em sẽ test thử luôn kem lèn BB Stick nhá. Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi. Đây, một đầu này là chổi cọ luôn nhá. Đi đến đâu nó tán đều kem đến đấy luôn cho mọi người luôn ạ. Nó che phủ hoàn toàn những cái khuyết điểm trên mặt mình luôn nhá mọi người nhá. Đây, trên mặt em rất nhiều những cái vết này. Em sẽ test thử luôn cho mọi người ạ. Chị Tường Mai trả 30.000 ạ. Thư Lì trả 35.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay vào trả giá giúp em đi nào. Mọi người nhanh tay vào trả giá giúp em ạ. Đây ạ, mọi người đã nhìn thấy chưa ạ? Hai bên mặt này đã dùng một lớp BB Stick và bên này chưa dùng nha mọi người nha. Nhìn nó có khác nhau không ạ? Chị Thư Lì trả 35.000 rồi ạ. Làm mọi người nhanh tay và trả giá đi nào. Trong vòng 5 phút em sẽ chốt nha mọi người nhá. Cún con trả 40.000 rồi ạ. Cún con trả 40.000 rồi nha mọi người nhá. Đây ạ. Nguyễn Thùy trả 100.000 rồi ạ. Lê Thị Hằng Ly trả 100.000 ạ. Xin chào chị Hoàng Hà nhé mọi người nhá. Lê Thị Hằng Ly trả 120.000 ạ. Tường Mai trả 50.000, không giá thấp rồi nhé chị nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 120.000 nha mọi người nhá. Tường Mai 130.000 rồi ạ. Cún con 130.000 ạ. Mọi người muốn mua mọi người phải trả giá trên 130.000 nha mọi người nhá. Hoàng Hà 150.000 ạ. Hiện tại Hoàng Hà trả 150.000 là cao nhất nha mọi người nhá. Em sẽ test thử lốt một bên nữa cho mọi người xem nhá. Đây ạ, em sẽ test thử lốt một bên nữa cho mọi người xem ạ. Xin chào Bích Hồng, xin chào Thanh Mai nhé mọi người nhé. Nào mọi người mới vào xem đây ạ. Em sẽ test thử lốt một lớp kem lèn BB Stick cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Xem cái độ che phủ của nó này. À, cọ đi đến đâu kem nó tán đều ra đến đấy luôn nhá mọi người nhá. Kem nó tán đều ra đến đấy luôn ạ. Nào mọi người có ai trả giá cao hơn 150.000 của Hoàng Hà không nhỉ? Hết giờ không ai trả giá cao hơn thì em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Hết giờ không ai trả giá cao hơn thì em sẽ chốt nha mọi người nhé. Mình sẽ chơi lốt cái đấu giá này và mình sẽ công bố kết quả game nha mọi người nhé. Là lên là mọi người nhanh tay lên ạ.
Có ai trả giá cao hơn 150.000 của Hoàng Hà không nhỉ? Nếu không hết giờ, hết 5 phút đấu giá thì em sẽ chốt nha mọi người nhá. Xin chào Cường Khu nhá. Nào mọi người trả giá nhanh tay lên nào. Hết 5 phút em sẽ chốt nha, nên mọi người nhanh tay lên giúp em lên nào. Để em sẽ công bố kết quả game nha mọi người nhá. Mọi người trúng game thì mọi người phải làm đủ các bước như em đã nói nha mọi người nhé. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 lần các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người phải nhấn theo dõi kết bạn nick Facebook của em thì mọi người mới được nhận quà nhé mọi người nhé. Còn nếu như mọi người nhận quà rồi mà mọi người chưa chia sẻ thì mọi người đoán đúng rồi mà mọi người chưa chia sẻ thì cũng cũng không được nhận quà đâu ạ. Nên là có ai trả giá cao hơn 150.000 của Hoàng Hà nữa không? Nếu không em sẽ chốt cho Hoàng Hà và em sẽ thông báo kết quả game nhé mọi người nhé. Em sẽ thông báo kết quả game nhé. Nên là mọi người ai muốn mua thì mọi người nhanh tay chốt giúp em nào. Em sẽ chốt cho chị Hoàng Hà nhé mọi người nhé. Mọi người Hoàng Hà inbox cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại nhé. Em sẽ thông báo kết quả game nha mọi người nha. Đây ạ, kết quả game là 74 nha mọi người nhá. Em đã biết ai trả lời đúng rồi nhưng mà tí nữa em sẽ vào em kiểm tra lại xem ai trả lời nhanh nhất thì em sẽ trao quà cho người đấy nha mọi người nhá. Đây ạ, kết quả là 74 ạ. Ai trả lời đúng và nhanh nhất và làm đủ các bước thì em sẽ trao quà nha mọi người nhá. Kết quả là 74 nha mọi người nhá. Mọi người có ai muốn mua đấu giá nữa không nhỉ? Không thì em sẽ kết thúc game nha mọi người nhá. Xin chào Nguyễn Nguyễn nhá. Mọi người có ai muốn mua đấu giá nữa không ạ? Nếu như mọi người không mua đấu giá nữa thì em sẽ kết thúc live nha mọi người nhá. Kết quả game là 74 ạ. Ai làm đúng này, làm đủ các bước này và trả lời nhanh nhất thì sẽ được nhận quà là một thỏi son đâu trị giá 265.000 nha mọi người nhá. Còn nếu như mọi người không muốn chơi đấu giá nữa thì em sẽ kết thúc live ạ. Là mọi người ai muốn mua đấu giá nữa thì mọi người comment cho em biết đi nào. Không thì em sẽ kết thúc live nhé mọi người nhá. Em xin chào mọi người nhá.